Mã vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất và truy xuất nguồn gốc nông sản. Đây là một trong những tiêu chí đầu tiên để nông sản xuất khẩu đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào thị trường các nước và cũng là điều kiện để nông sản tiêu thụ trong nước với giá trị cao. Các vùng sản xuất có mã số vùng trồng là minh chứng về sản xuất đảm bảo an toàn, có nguồn gốc. Qua đó cơ quan quản lý khách hàng thu mua nông sản có thể theo dõi, kiểm soát tình hình sản xuất truy xuất nguồn gốc nông sản. Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương đã được Cục Bảo vệ Thực vật cấp 27 mã số vùng trồng, 16 mã số cơ sở đóng gói, chủ yếu xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Anh, Nga, New Zealand. Tập trung các sản phẩm như chuối, măng cục, sầu riêng, mít, nhãn và bưởi trên địa bàn các huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiến, Thuận An, Bến Cát, việc cấp mã cho các vùng sản xuất nông nghiệp là yêu cầu tất yếu để nông nghiệp hồi tụ kinh tế số khẳng định chất lượng giá trị trên thị trường trong nước và xuất khẩu